Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của niềm vui. Kinh Thánh nói gì về niềm vui? Galati chương 5 câu 22 tới câu 23. Niềm vui là trái của Thánh Linh, nhưng hoa trái của Thánh Linh là tình yêu thương, sự vui vẻ, sự bình an, sự nhẫn nại, nhân hậu, tốt lành, trung tín, dịu dàng và tự chủ. Không có luật lệ nào chống lại điều đó. Niềm vui khác với hạnh phúc như thế nào? Đó là bởi vì hạnh phúc là một cảm xúc, trong đó chúng ta trải nghiệm những cảm giác khác nhau, từ mãn nguyện và hài lòng đến hạnh phúc và sung sướng mãnh liệt. Trong khi niềm vui là cảm giác mạnh mẽ hơn, ít phổ biến hơn hạnh phúc. Chúng ta cảm nhận được niềm vui khi đạt được sự vị tha đến mức hy sinh cá nhân. Làm thế nào để bạn nhận được niềm vui của từ Chúa? Niềm vui đến khi chúng ta tin cậy Chúa, đặt niềm tin vào Chúa mang lại niềm vui. Chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Một Đức Chúa Trời quyền năng hơn những gì chúng ta có thể hiểu. Và Đấng đã hứa sẽ giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta đặt niềm tin vào Ngài. Hãy giải quyết nó trong lòng bạn. Chúa muốn giúp bạn. Niềm vui là trái của Thánh Linh là gì? Galati chương 5 câu 22 tới câu 23 cho chúng ta biết. Thánh Linh tạo ra tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, kiên nhẫn, nhân từ, tốt lành, trung tín, khiêm nhường và tự chủ. Từ vui mừng xuất hiện gần 200 lần trong Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu trái ngọt thứ hai này của Thánh Linh thực sự quan trọng như thế nào. Niềm vui là tình trạng của trái tim. Làm thế nào để bạn có được một tính cách vui vẻ? Những cách đơn giản để trở thành một người hạnh phúc. Thứ nhất, ở bên những người khiến bạn mỉm cười. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh những người cũng hạnh phúc. Thứ hai, giữ vững giá trị của bạn. Thứ ba, chấp nhận những điều tốt đẹp. Thứ bốn, hãy tưởng tượng những gì tốt nhất. Thứ năm, làm những điều bạn yêu thích. Thứ sáu, tìm mục đích. Thứ bảy, lắng nghe trái tim của bạn. Thứ tám, thúc đẩy chính mình, không phải người khác. Tại sao niềm vui lại quan trọng trong cuộc sống của bạn? Nghiên cứu cho thấy rằng những người vui vẻ có ít cơ hội của việc có một cơn đau tim, duy trì huyết áp khỏe mạnh hơn và có xu hướng có mức cholesterol thấp hơn. Có nghiên cứu để chứng minh rằng niềm vui tăng các của chúng ta hệ thống miễn dịch, chiến đấu căng thẳng và đau đớn và cải thiện của chúng ta cơ hội sống còn sống sót. Niềm vui cảm thấy như thế nào? Ở mức độ cảm xúc, chúng ta có thể cảm thấy niềm vui theo nhiều cách khác nhau. Rơi lệ, phấn khích với cảm giác mãn nguyện sâu sắc, vân vân. Trên bình diện khoa học, chúng ta cảm thấy niềm vui trong các chất dẫn truyền thần kinh, là những tế bào truyền tin hóa học nhỏ bé truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh và các tế bào cơ thể khác. Tại sao niềm vui lại quan trọng trong Kinh Thánh? Thông qua niềm vui đó, họ mở ra một cảm giác về mục đích và hy vọng, điều cuối cùng giúp họ thoát khỏi nghèo đói. Đối với con cái Đức Chúa Trời, sức mạnh của niềm vui là không bao giờ hết. Mặc dù không một trái nào của Thánh Linh quan trọng hơn trái khác, nhưng niềm vui cho phép chúng ta cảm nghiệm những trái khác theo cách mà Chúa Giê-xu đã làm. Làm thế nào để bạn mô tả một người vui vẻ? Vui vẻ đây là khi ai đó hạnh phúc rõ ràng. Họ bước vào phòng và bạn có thể thấy điều đó qua cách họ bước đi, những gì họ nói và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của họ. Sảng khoái, điều này giống như vui vẻ, nhưng thậm chí còn mạnh mẽ hơn, phấn khích khi bạn đang mãnh liệt hạnh phúc. Niềm vui có phải là cảm xúc không? Niềm vui là cảm xúc làm cho cuộc sống đáng sống trong thời điểm này, vì nó cộng hưởng với bạn sắc cốt lõi của chúng ta. Nó được liên kết với cảm giác dễ dàng, đánh giá cao và ý nghĩa.
niềm vui ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào, bảo vệ sức khỏe của bạn, hạnh phúc làm giảm nguy cơ bệnh, mắc bệnh tim mạch, giảm huyết áp, mang lại giấc ngủ ngon hơn, cải thiện chế độ ăn uống của bạn, cho phép bạn duy trì trọng lượng cơ thể bình thường thông qua tập thể dục thường xuyên và giảm căng thẳng. Kinh Thánh nói gì về niềm vui và hạnh phúc? Tất cả những điều bạn nhận được trong cuộc sống mang lại cho bạn hạnh phúc là bởi vì bạn tin vào Chúa. Ai gieo trong nước mắt sẽ gặt nhiều trong niềm vui. Tin tốt lành, những người hy sinh một vài điều sẽ nhận được hạnh phúc suốt đời và sức khỏe dồi dào. Niềm vui vui của Chúa là sức mạnh của bạn. Niềm vui thuần khiết là gì? Cảm xúc của sự thích thú hoặc hạnh phúc tuyệt vời do một cái gì đó đặc biệt tốt hoặc thỏa mãn gây ra. Niềm vui thích thú, phấn khởi. Bà cảm thấy vui mừng khi thấy con trai mình thành công. Nguồn gốc hoặc nguyên thủy của niềm vui hoặc sự thích thú đặc biệt. Một cái gì đó hoặc một người nào đó có giá trị hoặc đánh giá rất cao. Phong cách văn xuôi của cô ấy là một niềm vui thuần khiết. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.